Chào quý vị và các bạn, đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, bên cạnh chiến sự căng thẳng tại Ukraine, Nga còn đang phải đương đầu với sức ép khủng khiếp đến từ các nước liên minh châu Âu EU. Sau hàng loạt các lệnh trừng phạt của EU, chính quyền ông Putin đã có những hành động đáp trả mạnh mẽ, tiêu biểu nhất là cắt nguồn cung khí đốt, một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của châu Âu. Điều này đã khiến nhiều nước EU rơi vào tình trạng lao đao, khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Nga hiện đã giảm cung cấp khí đốt cho nhiều nước thuộc liên minh châu Âu EU, trong đó có Đức nền kinh tế lớn nhất của khối. EU phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Moscow để sản xuất điện và vận hành ngành công nghiệp năng lượng. Theo đó, Tập đoàn Năng lượng Khổng lồ Gazprom của Nga cắt giảm 60% nguồn cung thông qua dòng chảy phương Bắc 1. Gazprom cho biết họ phải cắt giảm các dòng chảy đến châu Âu thông qua dòng chảy phương Bắc 1 vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đã khiến một thiết bị quan trọng được đưa đi bảo trì tại Canada đã bị mắc kẹt. Hành động của gã khổng lồ năng lượng Nga đã khiến giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh, điều đó làm tăng doanh thu cho Nga vào thời điểm nước này đang chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây và gây thêm căng thẳng cho châu Âu khi nước này hỗ trợ về chính trị và quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck gọi động thái giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu của tập đoàn Nga Gazprom là một cuộc tấn công. Ông Robert Habeck nói ngày 21 tháng 6 nếu chúng tôi bước sang mùa đông với các kho dự trữ khí đốt chỉ còn một nửa và nguồn cung bị cắt, đó sẽ là một cuộc khủng hoảng kinh tế đầy khó khăn ở Đức. Trước đó, Moscow đã ngừng cung cấp khí đốt ở Ba Lan, Bulgaria, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp và Hà Lan cũng như giảm nguồn cung đến Áo và một số nước Đông Âu. Ban đầu, hành động này ít tác động đến các quốc gia bởi Ba Lan đã lên kế hoạch bỏ dần khí đốt của Nga vào cuối năm nay, trong khi đó những nước khác có nguồn cung cấp thay thế. Tuy nhiên, các khoản cắt giảm mới nhất từ Moscow lại đánh vào các quốc gia là nền kinh tế lớn và sử dụng nhiều khí đốt tự nhiên của Nga. Đơn cử như Đức, quốc gia phụ thuộc khoảng 35% lượng khí đốt nhập khẩu từ Moscow hay Italy, phụ thuộc khoảng 40%. Xuất khẩu khí đốt rất quan trọng với nền kinh tế Nga, nhưng việc giảm nguồn cung không làm tổn thương Moscow mà giúp thu về nhiều tiền hơn từ giá năng lượng tăng. Có thể thấy tình trạng phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga vốn đã tồn tại nhiều thập kỷ qua, dường như khó có thể chấm dứt nhanh chóng. EU chỉ mất vài tuần để nhất trí về lệnh cấm than đá và dầu Nga, nhưng khí đốt lại là câu chuyện khác. Đó là lý do tại sao EU đã cố tránh đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm trực tiếp và dòng chảy khí đốt từ Nga, quốc gia mà trước đó đáp ứng 40% nhu cầu khí đốt của toàn bộ châu Âu. Dù đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó với khả năng thiếu hụt khí đốt, khi Nga giảm dần số lượng cung cấp, song các nước liên minh châu Âu EU dường như vẫn bị động trước tình huống có thể dự báo trước này. Trước nguy cơ nguồn cung khí đốt sụt giảm mạnh, không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, những ngày gần đây chính phủ nhiều nước châu Âu đang chật vật tìm các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục tình trạng này. Các nước châu Âu đang lên kế hoạch khẩn cấp để đối phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trong bối cảnh Nga cắt giảm cung cấp khí đốt. Kế hoạch này có thể dẫn đến việc sử dụng luân phiên khí đốt và quay trở lại với điện thang. Ủy ban an ninh của Quốc hội Italia đã nhóm họp với Bộ chuyển đổi sinh thái để cân nhắc việc ban bố tình trạng báo động, qua đó có thể hạn chế việc tiêu thụ và tăng cường tích trữ khí đốt sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga giảm bớt nguồn cung. Theo quy định về khẩn cấp của Italia, khi tình trạng báo động có hiệu lực, cơ quan chức năng sẽ thông báo lượng cung cấp khí đốt cho các ngành cụ thể trong từng giai đoạn. Trong khi đó, Áo đã thông báo cho phép tập đoàn Verbund thuộc sở hữu nhà nước, doanh nghiệp cung cấp điện chủ chốt của nước này, khởi động lại nhà máy điện Malach ở miền Nam Styria. Nhà máy này là cơ sở sản xuất điện than đá Cuối cùng của Áo vốn đã đóng cửa vào đầu năm 2020 khi chính phủ nước Áo loại bỏ dần nguồn cung năng lượng gây ô nhiễm, chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đang cân nhắc các biện pháp pháp lý để đa dạng hóa nguồn cung khí đốt nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp trước mắt. Vienna nhập khẩu khoảng 80% khí đốt từ Moscow, do đó sau khi nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Áo đang phải nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế. Tương tự, Đức và Hà Lan cũng phải ra quyết định đẩy mạnh khởi động các nhà máy nhiệt điện than. Theo Bộ trưởng Kinh tế và Khí hậu Đức Robert Habeck, đây là quyết định cay đắng nhưng cần thiết để giảm tiêu thụ khí đốt. Berlin đã kêu gọi người dân tiết kiệm sử dụng năng lượng để có thêm nguồn khí đốt cho dự trữ mùa đông. Còn chính phủ Hà Lan cho biết họ sẽ dỡ bỏ giới hạn sản lượng tại các nhà máy năng lượng đốt than và sẽ kích hoạt giai đoạn đầu của kế hoạch chống khủng hoảng năng lượng. Đan Mạch cũng đã bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch bổ sung khí đốt khẩn cấp do thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Cơ quan năng lượng Đan Mạch cho biết, nếu tình hình leo thang, họ sẽ tiến hành chia nhỏ khẩu phần khí đốt và chỉ cung cấp cho một số doanh nghiệp, nhằm đảm bảo lượng dự trữ giúp người dân sưởi ấm vào mùa đông. Còn tại Hy Lạp, nhà chức trách đã tăng cường hoạt động khai thác than tại khu vực gần thành phố Kozani. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis Takis tuyên bố tăng sản xuất than nâu 50% để dự trữ cho đến năm 2024, nước này cũng tạm dừng kế hoạch đóng cửa một số nhà máy nhiệt điện than. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu dòng khí đốt của Nga không sớm quay trở lại, châu Âu khi đó sẽ phải đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các chuyến hàng nhập khẩu khí hóa lỏng LNG bằng đường tàu biển để bù đắp vào nguồn cung thiếu hụt. Nhưng lựa chọn này cũng rất mong manh. Như những gì đã diễn ra trong nửa tháng qua, vụ cháy nổ tại cơ sở LNG tại bang Texas, vốn chiếm khoảng 20% sản lượng LNG của Mỹ, khiến nguồn cung bị ảnh hưởng do trạm LNG này phải đóng cửa trong ít nhất 3 tháng. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Nhận định này không phải vô căn cứ khi chi phí năng lượng tại châu Âu tăng tới hơn 50% trong thời gian qua. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp, đồng thời làm gia tăng lo ngại về tình trạng lạm phát. Nếu không đưa ra được những giải pháp phù hợp, tăng trưởng kinh tế nói chung của toàn khu vực, châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Việc một số nước châu Âu cho hoạt động trở lại nhà máy nhiệt than vốn đã bị ngừng hoạt động từ lâu vì gây ô nhiễm môi trường được cho là giải pháp tình thế khi dùng cái đã bị bỏ đi từ lâu để bù đắp cho cái thiếu hụt bây giờ. Điều này cho thấy an ninh khí đốt của châu Âu đang trong tình trạng rất mong manh. Thời gian qua, EU nói chung và nhiều thành viên EU nói riêng đã rất nỗ lực tìm kiếm nguồn cung ứng khí đốt khác để không còn hoặc giảm mức độ lệ thuộc vào cung ứng khí đốt của Nga. Tuy nhiên, điều này vẫn phải có thời gian dài chứ không thể mau chóng có được kết quả như mong muốn. Chính vì vậy, nếu không thể lấp đầy kho dự trữ khí đốt trong mùa hè này thì rất có thể châu Âu tiếp tục lâm vào cảnh thiếu khí đốt trong mùa đông, tới khi nhu cầu sưởi ấm tăng lên, điều này rất có thể sẽ khiến châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế khi mùa đông đến. Thưa quý vị, bão trừng phạt nhằm vào Nga vì mở chiến dịch quân sự tại Ukraine dường như cũng đang khiến cho phương Tây thấm mệt. Mặc dù châu Âu luôn tập trung vào năng lượng tái tạo, nhưng giờ đây các quốc gia này vẫn buộc phải quay trở lại với năng lượng bẩn, thứ mà họ từng dùng bỏ để thoát khỏi sự phụ thuộc năng lượng của Nga. Có thể thấy, việc ngừng cung cấp khí đốt của Nga đã sáng một đòn sớt mạnh vào nền kinh tế châu Âu và gây nên lạm phát nghiêm trọng. Câu hỏi đặt ra lúc này là bên nào sẽ chiến thắng? Chưa biết bên nào sẽ thắng, nhưng hiện tại, những người dân, người làm kinh tế, các doanh nghiệp và cả môi trường đang là đối tượng phải hứng chịu tác động nặng nề nhất. Thông tin về cuộc chiến năng lượng căng thẳng này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.